Sau khi gây án, cháu gái đã kéo xác ông nội ra phía sau nhà, giấu kỹ dưới lớp chăn và cỏ để phi tang. Cơ quan công an đang điều tra danh tính nạn nhân bị cháy đen trong ô tô. Cẩm Tú mình chào quý khán giả đến với chương trình Tin Nhanh 18 giờ, được phát vào lúc 18 giờ từ thứ Hai đến thứ Sáu trên kênh YouTube Truyền hình Bến Tre. Sau đây mời quý khán giả theo dõi những tin tức vừa cập nhật trong ngày 30 tháng 8. Một vụ án mạng kinh hoàng vừa xảy ra tại xã Tràng Xá, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên, khi một bé gái 13 tuổi ra tay sát hại chính ông nội của mình. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 14 giờ, ông Lý Tài A, 58 tuổi, đến nhà cháu nội 13 tuổi để nhờ cháu gái đấm lưng. Tuy nhiên, cô gái đã nổi cơn thịnh nộ và dùng búa cùng gậy đánh đập ông nội đến chết. Sau khi gây án, cháu nội đã kéo xác ông A ra phía sau nhà, giấu kỹ dưới lớp chăn và cỏ để phi tang. Đến tối, thi thể nạn nhân được người dân địa phương phát hiện. Ngay sau khi nhận được tin báo, cơ quan công an đã có mặt tại hiện trường để tiến hành khám nghiệm. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do bực tức khi ông A yêu cầu cháu gái đấm lưng. Nhà chức trách đang tạm giữ nghi phạm 13 tuổi để điều tra. Trào lưu sưu tầm Labubu đang rầm rộ và tạo độ hot rất lớn trên mạng xã hội. Tuy nhiên, gần đây xuất hiện việc các nhà bán hàng tổ chức chơi rút thưởng xổ số Labubu khiến dư luận đặt ra câu hỏi trò chơi này có vi phạm pháp luật hay không. Labubu còn gọi là quái vật thỏ, có tai dài, răng nhọn, tuy không dễ thương nhưng trông có vẻ hài hước, cá tính, đã gây sốt trong giới trẻ. Nhiều bạn trẻ xếp hàng dài trước cửa trung tâm thương mại từ sáng sớm, thậm chí là xuyên đêm để đợi mua Labubu. Trước cơn sốt đó, những nhà bán Labubu trên mạng xã hội livestream với hình thức tương tự chơi xổ số, rút thăm. Người chơi sẽ chọn con số ngẫu nhiên theo luật của chủ live và chuyển tiền rồi chờ xem mình có may mắn nhận được Labubu hay không. Câu hỏi đặt ra là chơi xổ số Labubu như trên có phải là hình thức đánh bạc hay không? Các đơn vị nghiệp vụ công an TP.HCM đã và đang tổ chức thu thập tài liệu để tiến hành xử lý theo quy định của pháp luật nếu có vi phạm. Việc người dân tham gia các hoạt động trên cũng dễ trở thành nạn nhân của tội phạm lừa đảo như mua hàng nhái, bị lừa chuyển cọc, đặt mua hàng trên mạng, trúng thưởng không nhận được sản phẩm. Công an tỉnh An Giang đã thi hành các quyết định và lệnh bắt tạm giam, khám xét nơi ở đối với Nguyễn Thị Kim Phương, sinh năm 1993, ngụ thị trấn Phú Hòa, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cơ quan chức năng xác định, trước Tết Nguyên đán năm 2022, thông qua giới thiệu nên anh Nguyễn Quốc Thành, sinh năm 1991, trú thành phố Long Xuyên, quen biết Phương, nên gửi hồ sơ đất nhờ làm thủ tục vay vốn. Sau đó, Phương cho biết phần đất của anh Thành chỉ vay được 1 tỷ 270 triệu đồng. Khi anh Thành ký xong giấy tờ thì được ngân hàng giải ngân khoản vay hạn mức 1 tỷ đồng vào tài khoản thanh toán và 270 triệu đồng vào khoản vay thấu chi. Lợi dụng việc anh Thành không thạo giao dịch điện tử nên Phương đăng nhập vào tài khoản của anh Thành, lén đổi mật khẩu rồi chuyển tất cả số tiền qua tài khoản của mình. Sau đó Phương nói dối do ngân hàng chưa giải ngân để chiếm đoạt số tiền trên. Sau khi biết bị lừa, anh Thành đến cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh An Giang tố giác. Sau 2 ngày xét xử, Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Trị tuyên phạt Nguyễn Quốc Quân, hay còn gọi là Quân Idol, và 3 đồng phạm mức án tử hình vì tội vận chuyển trái phép chất ma túy. Các bị cáo khác bị phạt từ 5 đến 15 năm tù. Các bị can khác là Lê Văn Sơn 34 tuổi, Phạm Công Định 34 tuổi và Trần Lê Duy Thịnh 27 tuổi bị tuyên phạt cùng mức án tử hình. Với các tội danh còn lại, Quân Idol bị phạt 4 năm tù về tội bắt giữ người trái pháp luật, 1 năm tù về tội đe dọa giết người, 8 năm tù về tội cưỡng đoạt tài sản, tổng mức hình phạt là tử hình. Với tội cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự, Quân bị phạt 700 triệu đồng. 5 bị cáo khác nhận mức án từ 5 đến 15 năm tù, phạt tiền 200 triệu đồng về các tội cưỡng đoạt tài sản, tàn trữ, sử dụng trái phép chất ma túy, bắt giữ người trái pháp luật, cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự. Trong lời nói sau cùng, Quân xin hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt cho các đàn em. Phiên tòa nhận định Quân có nhân thân xấu, chủ mưu, lôi kéo người khác, coi thường pháp luật và dư luận, hống hách, ngang ngược. Liên quan đến vụ phát hiện thi thể cháy thành than trong ô tô trên đèo Khánh Lê, tỉnh Khánh Hòa, cơ quan công an đang điều tra danh tính nạn nhân. Sau một ngày đăng tin tìm nhân chứng trên các phương tiện truyền thông, đến nay phía công an vẫn chưa nhận được thông tin mới. Trước đó, một thanh niên leo đèo Khánh Lê săn mây. Khi đến khu vực giữa đèo, phát hiện ô tô bị cháy trơ khung nên trình báo công an. Khám nghiệm hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện bên trong ô tô mang biển số thành phố Hồ Chí Minh có một tử thi đã bị cháy thành than, nghi vấn nạn nhân là nam giới. Để có cơ sở xử lý chính xác, công an huyện Khánh Vĩnh đề nghị những người đã trực tiếp chứng kiến hoặc biết về vụ việc nêu trên cung cấp các thông tin liên quan cho đơn vị.
Cơ quan công an huyện Ba Tơ cho biết đã khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với ông Ca sinh năm 1964 và anh Tê sinh năm 1988, trú xã Đức Tân, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi về hành vi làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức. Lợi dụng sự thiếu hiểu biết của các người dân đồng bào, ông Ca giới thiệu mình là cảnh sát giao thông và có thể làm được giấy phép lái xe cho nhiều người mà không cần tham gia thi sát hạch. Ông Ca yêu cầu người dân đưa tiền cho mình để tìm người học và thi hộ. Bằng hình thức này, ông Ca đã thu lợi bất chính của nhiều người số tiền hàng chục triệu đồng. Trong quá trình điều tra, công an huyện Ba Tơ tiếp tục khởi tố bị can anh Tê là con trai của ông Ca về cùng tội danh như trên. Một người dân sống trên đường Vladivostok nghe tiếng nứt vỡ từ bức tường. Một người đàn ông nhanh chóng lái xe đi khỏi bức tường. Chỉ ít giây sau, cảnh tượng bức tường đổ sập kèm đất đá và cây cối đè trúng những chiếc ô tô còn lại. Giới chức địa phương xác nhận sự việc xảy ra khiến 7 ô tô bị hư hỏng, phần lớn hư hỏng nặng hoặc không thể sửa chữa. May mắn không có ai bị thương. Nguyên nhân sự việc có thể do bức tường thiếu sự gia cố cũng như thiếu hệ thống thoát nước. Thêm mưa lớn trước đó ít ngày gây áp lực lớn làm tường đổ sập. Trong khi dọn dẹp hiện trường vụ nổ trước đó làm hai vợ chồng tử vong ở huyện Quỳ Hợp, Nghệ An, một vụ nổ mới xảy ra làm hai người lái máy xúc gặp nạn. Vụ nổ thứ hai xảy ra vào khoảng 16 giờ khi các nhân viên cứu hộ đang làm nhiệm vụ dọn dẹp hiện trường vụ nổ đầu tiên. Tiếng nổ lớn vang lên khiến cho hai người đang điều khiển máy múc và xe tải bị thương nặng. Cả hai nạn nhân đã được đưa đi cấp cứu ngay lập tức. Hai ngày trước đó, vào khoảng 17 giờ 30 phút, một vụ nổ kinh hoàng đã xảy ra tại ngôi nhà của ông Hoàng Văn Khuy, khiến ông và vợ là bà Hoàng Thị Hắc tử vong tại chỗ. Căn nhà bị phá hủy nghiêm trọng, nhiều mảnh vỡ văng xa hàng chục mét. Sự việc đã gây hoang mang lớn cho người dân địa phương. Nhiều ngôi nhà xung quanh hiện trường bị hư hỏng nặng, cửa kính vỡ vụn, đồ đạc bị tung tóe. Chủ tịch ban dân xã Tam Hợp cho biết, chính quyền địa phương đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để tiến hành công tác cứu hộ, cứu nạn và bảo vệ hiện trường. Một vụ cháy xe khách đã xảy ra trên cao tốc Cam Lâm Vĩnh Hảo, đoạn qua huyện Bác Ái. Xe khách dừng nằm 45 chỗ của nhà xe Bích Nga đi từ thành phố Hồ Chí Minh về Quảng Nam. Khi đang di chuyển đến địa phận thôn Đồng Dày, xã Phước Trung thì bất ngờ phát hiện khói bốc ra từ phía sau xe. Ngay lập tức, tài xế đã tấp xe vào lề đường và cùng phụ xe hô hoán hành khách xuống xe. Vụ cháy bùng phát rất nhanh, bao trùm toàn bộ chiếc xe, hành khách trên xe đã rất hoảng loạn, nhưng may mắn đã đều thoát ra ngoài kịp thời. Tài xế Trần Đình Quốc Phong chia sẻ, ngọn lửa bùng phát lên quá nhanh, mọi người chỉ kịp mang theo hành lý cá nhân. Lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để dập lửa và điều tra nguyên nhân vụ việc. Dù đã cố gắng hết sức, chiếc xe vẫn bị thiêu rụi hoàn toàn cùng với nhiều tài sản của hành khách. Việc không có làn dừng khẩn cấp trên cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo đã gây ra nhiều khó khăn trong việc xử lý các tình huống khẩn cấp như vụ cháy xe khách vừa xảy ra. Đây là một trong những nguyên nhân khiến đám cháy lan rộng nhanh chóng. Một cò đất tại Cần Thơ vừa bị cơ quan chức năng bắt giữ sau khi lừa đảo chiếm đoạt hơn 22 tỷ đồng của 15 người với thủ đoạn nói dối là làm ăn với nhiều cán bộ cấp cao để dụ dỗ các nhà đầu tư đặt cọc mua đất nền. Với kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực bất động sản, Quỳnh Minh Đương, 40 tuổi, nắm rõ thông tin về các lô đất nền có tiềm năng tăng giá. Đương đã lợi dụng lòng tin của những người quen biết để thực hiện hành vi lừa đảo. Để tạo lòng tin, đối tượng không ngừng tung tin đồn về mối quan hệ thân thiết với các cán bộ cấp cao, đồng thời hứa hẹn sẽ giúp khách hàng mua được đất với giá rẻ và hưởng lợi nhuận cao. Đương còn cam kết sẽ trả lại tiền gốc và một khoản hoa hồng hấp dẫn cho khách hàng sau khi hoàn tất giao dịch. Tuy nhiên, sau khi chiếm đoạt được tiền, Đương đã bỏ trốn và không thực hiện đúng những gì đã hứa. Qua điều tra, cơ quan chức năng xác định Đương đã sử dụng số tiền chiếm đoạt để tiêu xài cá nhân và trả nợ. Cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Cần Thơ đã đề nghị truy tố bị can Quỳnh Minh Đương về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Công an quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng đang tạm giữ hình sự đối với Quỳnh Hoàng Long, 22 tuổi để tiếp tục điều tra làm rõ hành vi cướp giật tài sản. Trước đó, khoảng 17 giờ 10 phút, Long đến tiệm cầm đồ trên đường Nguyễn Văn Thoại, phường Mỹ An do anh H, 52 tuổi, làm chủ để cầm một điện thoại di động với giá 12 triệu đồng. Đến 22 giờ 5 phút, Long quay lại tiệm cầm đồ trên gặp anh H để mượn chiếc điện thoại đã cầm đồ trước đó để lấy thông tin cá nhân. Tin tưởng anh H đưa điện thoại cho Long thì bất ngờ đối tượng cầm điện thoại bỏ chạy ra khỏi tiệm và lên xe tẩu thoát. Sự việc sau đó được anh H trình báo cơ quan công an. Tiếp nhận thông tin, đội cảnh sát hình sự công an quận Ngũ Hành Sơn đã tổ chức truy xét nóng và tiến hành bắt giữ đối tượng. Tại cơ quan công an, bước đầu Quỳnh Hoàng Long thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.
Cẩm Tú cảm ơn quý khán giả đã theo dõi chương trình Tin Nhanh 18 giờ. Quý khán giả đừng quên bấm nút đăng ký kênh YouTube Truyền hình Bến Tre để không bỏ lỡ những thông tin mới nhất về các tin tức sự kiện trong và ngoài nước. Hẹn gặp lại quý khán giả với những tin tức và sự kiện mới vào 18 giờ thứ tư ngày 4 tháng 9 năm 2024. Thân ái chào tạm biệt.